các 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 chứng minh chứng minh song song thì để chứng minh song song nha để chứng minh song song các một đó là các bạn dùng so le so le đây số 1 bằng số 2 so le thì các bạn nhìn vào nó giống chữ z nè được chưa các hai đó là đồng vị đồng là cùng đồng là cùng vị là vị trí nè trên đây là cái đường này nè các bạn thấy không à? nó nằm trên thì đây cũng nằm nằm trên và nằm bên phải thì nằm bên phải gọi là đồng vị tiếp theo đó là các ba đó là so le nè đồng vị nè trong cùng phía trong đây nè mọi người trong nè phía trong nè cái đường này nè chia ra ở đây phía trong nè trong đây gọi là phía trong nè trong cùng cùng phía đó số 1 cộng số 2 bạn số 1 cộng số 2 bạn 100 80 độ được chưa Các cắt bốn nè cắt bốn chứng minh hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ thứ ba thì suy ra sòng sòng cắt bốn rồi cắt 5 chứng minh cái đường mình cần tìm nè cái đường này cái đường này chính là đường chúng đường chúng trung bình đó đường chúng trung bình được chưa mọi người? Đây là năm cách cơ bản nhất để các bạn chứng minh hai đường thẳng song song nha mọi người. Rồi mọi người xem giúp lợ coi còn những cách nào nữa thì comment giúp lợi liền nha mọi người. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu các bạn cố gắng comment giúp lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.